Hello, xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và bây giờ thì đã là chiều tối rồi, cho nên là mình sẽ thực hiện nhanh chóng, để không là trời tối sẽ không thấy đường để thực hiện. Và đây là một cái máy bơm tăng áp mới, nó đã dùng để thay thế cho một cái máy cũ đã bị hư hỏng rồi. Bây giờ thì mình mới mở cái hộp ra, và đây là cái phiếu bảo hành chính hãng của hãng Pana. Ở bên trong thùng thì bao gồm một cái bầu tăng áp được tháo rời và một cái động cơ đã được lắp ráp hoàn chỉnh rồi ha anh em. Chúng ta về chỉ việc là gắn vô trong cái hệ thống nước của chúng ta thôi. Đây là cái đầu để kết nối với lại đường nước vào nha anh em. Và nó cũng được thiết kế có một cái van một chiều anh em. Còn đây là cái đầu để kết nối với lại cái ống nước ra. Còn đây là cái đầu để kết nối với lại cái bầu tăng áp anh em. Bầu tăng áp sẽ vặn vào đây. Và ở trên cái bầu áp lực thì nó có dán một cái bảng hướng dẫn cũng như là cảnh báo. Chúng ta nên tuân thủ theo hướng dẫn là gắn răng cao su vào đúng vị trí trên đầu ren nhựa. Dùng một tay đỡ đầu áp lực và một tay xoay theo chiều kim đồng hồ đến khi vừa chặt. Không có răng hoặc răng bơm trên bầu áp bị hỏng có thể gây hư hỏng hoặc làm cho máy bơm không vận hành được. Và cảnh báo thì có lưu ý nhấn mạnh cho chúng ta là vặn quá mạnh sẽ làm hư hỏng bầu áp lực. Chỉ gắn bầu áp vào máy sau khi máy đã được lắp vào đường ống. Và sử dụng cao su non kéo dán ống nước để cố định bầu áp sẽ làm hỏng bầu áp lực. Như vậy là chúng ta sẽ không có dùng cao su non nha, chỉ có vặn không vô thôi ha anh em. Anh em phải lưu ý cái điều này, đừng có dán keo gì hết. Và ở cái mặt này thì cũng có ghi dòng chữ là đông open contain 0,9 kg trên cm vuông nitrogen ga. Thì có nghĩa là ở trong đây nó có một cái áp lực của khí nitơ, cho nên là nếu mà mở ra thì có thể dẫn đến là chúng ta sẽ bị tai nạn ha anh em. Nó sẽ có một cái xảy ra một cái vụ nổ bùm một phát, cho nên là để đảm bảo an toàn thì chúng ta sẽ không mở cái nắp này ra, hoặc là có muốn thử thì hãy cẩn thận ha anh em.
nối cái ống PVC với lại cái đường ra của máy. Và bây giờ thì mình sẽ đem cả cái cụm này vô để kết nối nó vào hệ thống nước anh em. Và đây là cái hệ thống nước nó đã được cho sử dụng tạm khi mà không có máy bơm tăng áp thì nước nó sẽ chảy rất là yếu. Đây là mình đã cưa hai cái ống ra và bây giờ chúng ta sẽ nối dùng cái ống nối và chúng ta sẽ nối hai cái đầu lại với nhau. Và khi nối thì tất nhiên là chúng ta phải dùng keo rồi anh em, như vậy thì nó mới có thể là chắc chắn và kín được. Và sau khi nối các cái ống nước lại thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang phần đấu dây điện. Nó sẽ cắt cái đầu dây điện này đi và sẽ nối vào cái nguồn. Và sau cùng thì chúng ta mới tiến hành gắn cái đầu áp lực vô ấy, anh em. Chúng ta sẽ vặn một cách chậm rãi anh em và nó sát với lại cái ròn và nó hơi chắc tay thôi, không nên là vặn quá mạnh nó sẽ bị bể luôn á. Ok, vừa thấy cứng tay là chúng ta sẽ ngưng lại ha. Và sau khi lắp đặt cái máy hoàn toàn thì chúng ta mới mở cái nguồn nước cấp ra ha. Đây là cái nguồn nước cấp ở trên bồn đó, nó sẽ dẫn vào trong cái đầu hút của máy bơm. Đây là cái nắp mà để mở ra và chúng ta sẽ mồi nước anh em. Tuy nhiên là nước này nó không cần mồi. Chúng ta mở van ra là nước đã tràn vô rồi, nên là chúng ta không cần phải mồi nữa. Chúng ta sẽ chỉ cần mồi khi mà máy bơm đặt ở trên cao và nguồn nước nó ở dưới, nó không tự chảy qua. Còn cái nguồn nước này thì nó đã tự nó lưu thông qua cái máy bơm rồi. Khi chúng ta chưa bật máy bơm lên thì nước nó đã lưu thông qua rồi anh em. Và sau đó cùng là chúng ta sẽ tiến hành chạy máy bơm, bật CB lên. Và mình đã nghe tiếng máy chạy ở đằng kia rồi anh em. Bây giờ thì trời nó đã là tối rồi, tối thui rồi.
Tuy nhiên là mình cũng vẫn phải ráng làm để cho có nước chảy cho nó được mặn lên đó anh em. Ok, máy nó đã chạy, tức là ở dưới đang có người mở nước thì máy nó sẽ hoạt động. Kiểm tra xem có là gì không nào. Good. That's good. Very good. Very good. 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 Ok, như vậy là mình đã tiến hành lắp đặt hoàn thành. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em và các bạn trong những video lần sau.